Chuột chuột đâu? Bắt chuột này. Bắt chuột này. Bắt. Bắt, bắt, bắt. Dường như loài chuồn chuồn nó cũng thích soi gương cả nhà. Bởi vì là theo quan sát của mình ấy, những cái chỗ mà những bóng cây nó ngả xuống mặt nước ấy, thì rất nhiều chuồn chuồn đậu ở trên những cái cành đấy và nó ngả xuống phía dưới. Còn đây các bạn có thể quan sát này, cả một cái đoạn khoảng 7-8 mét này, khi mà cái bèo lấp hết ấy, thì gần như không thấy một em chuồn chuồn nào. À, cho nên suy ra là các bạn chuồn chuồn, các bạn đấy cũng rất thích soi gương và rất thích làm đẹp. Đó. À, đây, chỗ này. Em này thì màu cũng nhạt hơn này. Em này bắt rất là dễ này, chỉ cần thò tay chạm vào đuôi thôi là bắt được. Đây là con trai của em, là hai ba con buổi chiều có thời gian rảnh là hay lượn đi ra ngoài đồng, ngoài ruộng hóng gió cho mát này. Quanh xin chào mọi người đi con. Vẫy tay chào nào, chào mọi người. Xin chào, con xin chào đi. Quanh xin chào chưa con? Bye bye con, bye bye đi. Con bye bye đi, bye bye đi, bye bye. Để ý đường con ngã bây giờ. Đi nào con. Con ơi đi nào. Vừa ngã xong đấy cả nhà, vừa ngã xong rồi. Cái tội chạy không nhìn đường. Ngã đây thì nó không có đá sỏi cho nên là cũng yên tâm cho trẻ con trải nghiệm chút. Này, quay trở lại, khả năng các em nó cũng bắt đầu đi ngủ rồi này. Có vẻ cũng tĩnh lặng hơn này. Đấy, được, em xin kết thúc video tại đây cả nhà nhé. Hy vọng là cũng một phần nào giúp cả nhà trở lại tuổi thơ. Đấy, hái hoa bắt bướm. Này, rất nhiều cô chú anh chị nhìn thấy những khung cảnh này thực sự là nhớ rất nhiều. Đó. Xin chào cả nhà nhé.